Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Gia đình Việt 8X. Trong tập phim này, mình xin giới thiệu đến cả nhà cái quang cảnh mà mình có thể nhìn được từ sân bay, từ máy bay trực thăng, bay từ thành phố Hồ Chí Minh đi Vũng Tàu. Hiện tại bây giờ là máy bay của mình đang ở sân bay Tân Sơn Nhất. Thì trong tập trước, mình có giới thiệu là mình sẽ được bay máy bay trực thăng mà cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất. Để các bạn, máy bay trực thăng của mình đang đi trên cái đường lăn để đi ra cái khu vực có thể được phép cất cánh. Thì đây là mùa Covid, đồng ra là các bạn nhìn thấy rất là nhiều cái máy bay mà nó đậu ở cái khu vực đậu của sân bay nè. Rất là nhiều hãng nha, Bamboo nè, Vietjet Air, Vietnam Airlines, Viettravel, là hầu như các máy bay này đều được bọc cái phần động cơ hết. Và mình quan sát trên một số cái thân máy bay là có cái dấu hiệu là rất là dơ ở cái phần cửa sổ. Thì cái này là nó dấu hiệu là rất là lâu rồi. Các máy bay này các bạn nhìn thấy không, rất là nhiều cái máy bay bọc hết cái phần động cơ lại là coi như là không có được cất cánh luôn. Khi đại dịch xảy ra là mình đang nói là bay trong nước thôi, còn không được cất cánh nữa. Thì cái sân bay Tân Sơn Nhất này thì máy bay của mình nó đậu ở cái khu vực là các cái sân đổ của máy bay thôi, chứ không có đi ra cái khu vực đường băng mà mình hay nhìn thấy khi mà mình bay dân dụng á, thì nó được đổ ở đây không. Và mình sẽ bắt đầu là mình đi ra khu vực trống trống ở ở khu vực sân bay để mình cất cánh, để mình bay. Thì một chiếc máy bay của mình đó là 19 người các bạn, 19 người mà bao gồm thêm hai phi công nó thành 21 người, sẽ được bay từ thành phố Hồ Chí Minh xuống Vũng Tàu. Do dịch Covid á, mình không đi trực tiếp được từ thành phố Hồ Chí Minh xuống Vũng Tàu, do vậy là bên công ty sắp xếp cho mình được bay từ sân bay Tân Sơn Nhất. Rồi các bạn nhìn thấy ha. Bây giờ là máy bay hình như là mình chưa biết là đã bị cất cánh hay chưa. Rồi bây giờ mình chuẩn bị là dừng ở đây để theo cái hiệu lệnh, tại vì ở sân bay thì phải buộc phải theo cái hiệu lệnh của bên hàng không các bạn. Rồi thì bây giờ là được lệnh là đi tiếp các bạn. Hồi nãy là bị dừng lại một chút xíu do chưa được phép cất cánh đó. Mình quay ngang cho các bạn xem nè, có nhiều máy bay Viettravel Airlines, các bạn nhìn kỹ trên thân máy bay á là rất là dơ nha, đậu lâu lắm à. Từ cái đợt dịch bùng bây giờ là phải hơn 3 tháng rồi cái máy bay này không có được bay luôn. Và mình đi ra cái khu vực đường băng, các bạn nhìn thấy có một chiếc máy bay của Vietnam Airlines đó. Phía giữa màn hình đó các bạn nhìn thấy cái máy bay đó là đang đi đó. Mình không biết là máy bay này vừa hạ cánh hay sao, đang đi để vào khu vực sân đổ. Còn đây là mình nhìn thấy là cái khu vực mà đường băng đang chuẩn bị làm đây cả nhà. Thì lần đầu tiên được bay từ đây và lần đầu tiên được nhìn cái khoang cảnh thành phố Hồ Chí Minh từ trên máy bay trực thăng ở độ cao cũng không cao lắm. Do vậy là mình sẽ rất là hứng thú để mình xem. Và bây giờ là máy bay đã cất cánh rồi cả nhà. Đó. Khi máy bay ra được tới đây là máy bay bắt đầu là tăng tốc để chuẩn bị cất cánh bay. Cái quy trình bay trên đây nó khá là phức tạp cả nhà. Thì từ đó mình đến chỗ check-in của công ty bay hàng không. Sau đó mình ở đó mà xem là người ta phải khử khuẩn. Xong rồi người ta có xe, người ta chở mình đi vào khu vực sân bay Tân Sơn Nhất. Đó, máy bay cất cánh đó cả nhà nhớ thấy không? Có xe khu vực mà đường băng hay là đường dẫn người ta đang sửa nè. Với sân bay Tân Sơn Nhất á, thường thì mình bay máy bay dân dụng của mình thì mình sẽ khó nhìn thấy được cái tầm thấp này. Thì máy bay dân dụng nó cất cánh rất là nhanh, nó lên nó ào một cái nó bay ra khu dân cư luôn, chứ nó không có bay kiểu tà tà ở trên này. Nó bay thấp lắm. Nhưng mà chuyện máy bay trực thăng như hình như mình biết bay khoảng 2.000m à, tầm đó. Đây các bạn nhìn thấy cái khu vực này, khu vực đường Trường Sơn này cả nhà. Đó, khu vực đường, đúng nhỉ, hình như là đường Trường Sơn à. Để mình hình dung lại một chút nha cả nhà ha. Còn đây coi là khu vực bên phía đường, bên phía quận Bình Tân á, khúc Tân Bình đây, cái này ở Tân Bình mới đúng. Đó cả nhà nhìn thấy không, bay tầm thấp á, thì mình nhìn được nhà nó rất là gần.
Đó, khu này là khu bên Tân Phú này, đúng rồi, quận Tân Phú. À đúng rồi, khu này khu Aeon Mall. Rồi chính xác cả nhà, đây là Aeon Mall Tân Phú. Đây mình Aeon Mall Tân Phú đó cả nhà, đó cái khu dân cư là khu Celadon City. Do bay ở máy bay trực thăng thì tầm thấp thì mình có thể quan sát được rất là rõ những cái khu vực. Đó cả nhà nhìn thấy giữa màn hình là siêu thị Aeon Mall Tân Phú. Rồi bên kia là khu khu mảng xanh này á, là nghĩa trang Bình Hưng Hòa nè. Mình sẽ cố gắng thuyết minh những cái chỗ nào mình có thể nhận diện được nha cả nhà ha. Đó, cái chỗ này là mình nghĩa trang Bình Hưng Hòa, nhìn xa xa kia là khu vực quốc lộ 1A Bình Tân. Còn chỗ này chắc là cái khu lọc nước quá. Đó có chỗ những cái mảng xanh nhỏ nhỏ, còn hầu hết là những cái khu dân cư người ta đã ở hết rồi cả nhà. Đó, khu vực nội thành của Tân Phú, rồi Bình Tân, phía xa xa kia là vùng Long An đấy. Mình ngồi cái hướng này thì mình quay được cái phía này thôi, còn cái bạn mình nó ngồi cái hướng ngược lại á thì sẽ nhìn rõ khu vực nội thành hơn, đẹp hơn nữa. Nhưng mà mình do mình ngồi cái hướng này rồi thì mình sẽ quay được cái phía này thôi cho các bạn cùng xem. Đây cả nhà nhìn thấy không, khu vực thành phố chúng ta nhìn từ trên cao đó. Thì mời cả nhà mình cùng xem ha.
Rồi các bạn ơi, thì sau khoảng 30 phút bay từ thành phố Hồ Chí Minh, chiếc máy bay đã đến với khu vực đây là cảng hạ lưu PTC Vũng Tàu nha cả nhà. Bay từ Sài Gòn xuống Vũng Tàu chỉ mất khoảng 30 phút bay thôi, rất là nhanh nữa nha. Bay xuyên từ sân bay đi theo đường biển như đường chim bay đường thẳng luôn. Thì đây là cảng PTC, thì mình có thể nhìn thấy được những cái con tàu dịch vụ biển nè. Đó, khu vực này là rất là biển, rất là lặng, cái tàu cũng như là cái dịch vụ về biển cho phục vụ cho ngành dầu khí. Thì cái hướng này sẽ hạ cánh từ từ để đến sân bay Vũng Tàu, vì sân bay Vũng Tàu cũng nằm sát ở đây thôi. Đây các nhà thấy những con tàu dịch vụ đó, khu nhà xưởng nè, đó những cái tàu phục vụ cho công tác khoan tìm kiếm dầu khí nè.